Chào anh em nha. Nay có bên mối người ta gửi cho mình một cái bịch cò nha. Thì cái này là của Malaysia nhập về, hàng nội địa Malaysia. Người ta báo mình là cam cò của dòng GN5 và dòng KEV. Thì như anh em biết rồi, dòng GN5 và KEV nó là cái dòng của Dreamway nha. Quay thì nó sẽ là KEV, còn Dream nó là GN5. Đây thì cái này người ta báo mình là hàng nội địa Malaysia, bữa giờ mới có được một bịch anh em. Thì cái này nó cũng nổi tiếng ở bên đó lắm, nhưng mà ở bên Việt Nam mình thì quá ít người chơi về cái hàng nội địa Malaysia, đa số là anh em chơi cái dòng Thái Lan không à, mà anh em ít biết tới dòng Malay. Thì bên mình thì đợt trước anh em có theo dõi thì có một số cái mặt hàng của Malaysia như là cái thương hiệu Abi Malaysia ha, thương hiệu đó thì rất là nổi tiếng ở bên đó luôn. Và ở cái Việt Nam mình thì với các anh em là chơi đồ kiểng á, thì rất là biết biết về cái hãng đó rất là nhiều. Thì hôm nay giới thiệu một cái hàng khác về của hàng nội địa Malaysia luôn. Thì cái này nó là người ta kêu là hàng chính hãng ở bên đó nha, của Honda chính hãng ở bên đó, nhưng mà không biết là mộc mã tại sao mà người ta không có đóng vô. Thì mình sẽ mở ra cho anh em coi về cái chất lượng của nó nha. Ok anh em, bây giờ mình sẽ cắt thử cái bịch này ra, mình quay cho anh em coi nha. Thì về chất lượng thì đợt trước mình có mua một cái, hồi mà mình còn chơi xe là mình có mua một cặp rồi. Thì cái này nó hiếm lắm anh em, nó không có nhiều đâu, hiếm lắm. Thì người ta cũng giao cho mình một cặp đúng y hệt như vậy luôn, nó cũng ở trong cái bọc đỏ đỏ hệt như vậy luôn nha. Thì nó chất lượng rất là tốt. Bây giờ mình sẽ cắt ra cho anh em coi nha. Đây, cắt ra cho anh em coi nè. Đây, rồi. Mở ra cho anh em coi ha. Về cái chất lượng. Ok, bịch thì nó sẽ hút chân không luôn. Bịch hút chân không luôn, khá là xịn đó nè. Bịch này nó rất là dày ha. Bịch rất là dày. Đây, thì cái bịch này nó khá là dày, rất là dày, nhưng mà nó khá là dày so với cái bịch ngoài, thì cái bịch trong này nó dày hơn nhiều luôn á. Đó, đây có một bịch này, hình như nó có 5 cặp, 1 này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5. Ủa, có 5 cặp sao đủ bán cho anh em nhỉ? Thì cái này mình bán cho anh em giá là 200 ngàn á. Mà giờ mình phải mở ra mình coi có nó như thế nào đó, chứ không biết bán 200 ngàn cho anh em mà nó có chất lượng hay không nha. Thì cái này nó ép chân không hết, hút chân không hết, phải cắt ra thôi. Rồi, hy sinh một cặp để cắt ra cho anh em, coi như là bán 4 cặp, một cặp giữ lại là hàng mẫu ha. Rồi giờ cắt ra. Rồi ok đây. Rồi, cắt ra là hàng mẫu cho anh em coi luôn. Wow, đẹp quá. Rồi cắt thêm một cây nữa đi. Cắt thêm cây nữa. Rồi, cắt thêm cây nữa nha anh em. Ok, đây một cặp. Thì đẹp quá ta. Có luôn ốc chỉnh nha anh em. Hàng Malay nó có luôn ốc chỉnh, hàng Thái nó không có ốc chỉnh. Ảo phết. Đấy. Để mình coi là cái chất lượng thế nào. Mình sờ vô cái miếng cò coi. Ui, cò này quá đã rồi anh em ơi, chuẩn zin luôn nha anh em nha. Rồi chuẩn zin luôn. Rồi cái này là nếu mà bán cho anh em giá 200 ngàn là quá rẻ. Rồi, ok luôn anh em ơi, rất là đẹp. Thì giờ nó có 5 cặp à. Bây giờ mình để một cặp lại làm mẫu rồi, còn 4 cặp anh em nào lấy liên hệ mình nha. Đó. Nó quá đẹp anh em ơi. Nên nhìn con này, anh em nhìn con ốc này anh em thấy nó chất rồi ha, chắc không phải nó nhiều đâu. Ốc làm gì có ốc lô đâu mà nó dài như vậy. Đó, trên thân cò là có luôn mã nha. Trên thân cò có luôn mã, cò chưa sử dụng cho nên là nó chưa có xước. Cái anh em cho anh em nhìn nè, cái thành cò này rất là dày luôn, anh em thấy không? Cái này xài tới mù mít luôn nó mới mòn nổi nha. Nó mới mòn hết được cái này. Đấy. Thường thì cái này đúng cò zin anh em, dễ mình dễ phân biệt lắm. Cò zin thì cái chỗ này nó sẽ lượn nha. Còn nó cò mà cò hàng Trung Quốc hay gì á, đa số là chỗ này nó sẽ cong thẳng lên luôn, nó không có lượn vào đâu. Ngoài ra thì anh em sẽ nhìn thấy cái thân cò nó mềm, nhìn cái đường này nó rất là mềm ha, so với lại cái hàng mà hàng Trung Quốc nha. Đó, nói chung là cái này quá ok rồi. Thì anh em nào có nhu cầu thì anh em liên hệ mình. Đó, giá thì 200 ngàn một cặp, giờ nó có 5 cặp thôi, thì anh em nào có nhu cầu thì anh em tranh thủ anh em lấy. Còn nếu mà hết thì mình sẽ phải đợi nha. Nếu mà hàng cái này người ta kêu đã đặt hàng khoảng 15 ngày có. Thì nếu mà anh em muốn mua thì anh em cứ đặt hàng mình, rồi 15 ngày sau có hàng thì mình sẽ giao cho anh em. Đó, còn bây giờ có 5 cặp thì có thể là mình sẽ giao cho anh em trước. Có 4 cặp chứ, tại cặp này giữ lại rồi, giờ mình đã khui rồi mình không bán cho anh em nữa ha. Hàng mình đã khui là mình sẽ giữ lại nha, mình không có bán nha. Mình chỉ bán đồ nguyên trong bọc cho anh em thôi.
Con này thì chắc tỷ lệ lỗi là không có đâu anh em, tại vì nó quá đẹp. Mình sẽ gửi con ốc này cho anh em coi. Đây, anh em nhìn nè, nhìn con ốc nè. Đó, anh em thấy không? Con ốc lô này gì có con ốc nào mà nó đẹp như vậy. Anh em thấy cái đầu nè, nhìn chất lượng không? Rất là tinh xảo luôn nha. Đó, đây, mình sẽ quay luôn con ốc nhỏ cho anh em coi. Đây, con ốc nhỏ đây. Mặt mà mặt vát nha, mà là mặt vát bằng nha, mặt vát bằng uốn cạn nha. Đó, thường thì các ốc khác nó sẽ không làm như vậy. Đó, chỉ có ốc cò, mà ốc đó, ốc cò thì anh em mới biết nó nhỏ xíu rồi, mà nó làm rất là tinh vi ha, rất là đẹp. Đó, nói chung là rất là tinh xảo, quá là đã. Đó, cái thân cò nó dày rồi anh em thấy không? Thường thì Trung Quốc họ làm thân cò mỏng lắm, cái đồ của nó mỏng lét à, cho nên là anh em gắn vô xài thời gian là nó bay hết đi à, và nó kêu, mỏng càng mỏng nó càng kêu nha anh em nha, nó càng dày nó càng êm ái. Đó, rồi ok, thì anh em nào có nhu cầu mua cái cặp cò này thì liên hệ mình. Bây giờ nó hàng mẫu nó có 4 cặp, ở hàng bán thì có 4 cặp, tại một cặp mình giữ lại là mẫu rồi. Thì anh em nào có nhu cầu liên hệ với shop nha, số điện thoại 0915 434 973 nha. Cảm ơn em rất là nhiều, hẹn anh em những clip tiếp theo nha.